Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Sau này chúng ta sẽ tiếp tục loạt bài quyền năng để thay đổi. Chúng ta biết ơn Chúa vì chúng ta đã cùng đi qua hai sứ điệp đầu. Chúng ta đã tìm ra được lý do tại sao chúng ta muốn thay đổi, nhưng mà chúng ta thấy rằng cuối cùng thì vẫn không có chuyện gì xảy ra. Lý do là bởi vì ba cái lối suy nghĩ sai lầm của chúng ta. Thứ nhất là chúng ta nghĩ rằng Chúa, Ngài làm trước, Ngài làm xong hết công việc của Ngài rồi. Bây giờ thì đời sống của chúng ta phải tự lo lấy. Đó là lối suy nghĩ rất là sai. Cảm ơn Chúa vì những gì Ngài đã làm, Ngài đã bắt đầu, Ngài cứu chúng ta, Ngài chuyển chúng ta vào trong gia đình của Chúa, Ngài ban phước trên đời sống của chúng ta. Nhưng mà đó không phải là tất cả. Lối suy nghĩ sai thứ hai đó là chúng ta tin rằng tất cả là Chúa, mình không cần làm gì hết, mình giao cho Chúa hoàn toàn. Đó cũng là suy nghĩ sai. Suy nghĩ thứ ba chính xác đó là Chúa làm việc xuyên qua đời sống của chúng ta. Quyền năng của Chúa tuôn đổ xuyên qua chúng ta khi chúng ta mở cửa, khi chúng ta lấy đức tin, chúng ta đón nhận ở trong ơn của Chúa. Đó là điều chính xác để chúng ta có thể nhận được sự thay đổi. Chúa làm việc trong đời sống chúng ta, xuyên qua đời sống của chúng ta, với cái sự cộng tác của chúng ta nhường đời sống của mình cho Chúa hành động. Tuần rồi chúng ta đã suy nghĩ đến cái lý do tại sao chúng ta làm những việc chúng ta làm, những hành động, những công việc chúng ta làm. Chúng ta đã được nhắc nhở và khám phá ra rằng chúng ta hành động như vậy, chúng ta làm như vậy bởi vì chúng ta tin con người của chúng ta là ai. Nếu chúng ta tin mình là cái người không có giá trị, không ra chi, chúng ta sẽ làm những công việc gọi là cóc cần ở trong cuộc đời này. Nếu chúng ta nghĩ cuộc đời của mình là đồ bỏ rồi thì chúng ta sẽ không còn chán cái gì về vấn đề để làm cho mình nó tồi tệ hơn, bởi vì nó đã tệ rồi. Nếu chúng ta nghĩ mình là con người thất bại thì chúng ta sẽ tiếp tục ở trong sự thất bại của mình. Nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa, lời của Chúa cũng như sứ điệp tuần rồi đã nhắc nhở chúng ta là chúng ta phải từ bỏ hay là ngừng nói những câu nói tiêu cực cho chính mình. Bởi vì Chúa thì Ngài có những cái lời rất là tích cực. Tương lai của chúng ta, phước hạnh của chúng ta trong Chúa, được Chúa Ngài nói chúng ta được cứu, chúng ta được biến đổi, chúng ta được thánh hóa, chúng ta được Thánh Linh của Chúa, Ngài ở trong chúng ta, Ngài tái sinh chúng ta, Ngài ban cho chúng ta thẩm quyền, Ngài ban chúng ta ơn của Chúa, đời sống của chúng ta có sự khôn ngoan dẫn dắt từ nơi Chúa. Chúng ta là những con người thành công, những con người vĩ đại cho Chúa. Và khi chúng ta nhận điều mà Chúa Ngài phán ở trên cuộc đời của chúng ta, qua Kinh Thánh, qua tiếng nói của tiếng phán của Chúa Thánh Linh, chúng ta sẽ thay đổi. Một khi chúng ta tin mình có thể thay đổi, chúng ta sẽ thay đổi. Một khi chúng ta tin nơi quyền năng của Chúa có quyền để làm tất cả những gì chúng ta ao ước và cầu xin nơi Ngài, bởi vì không một việc chi là khó cho Đức Chúa Trời của chúng ta, chúng ta sẽ thay đổi. Hôm nay chúng ta sẽ cùng suy nghĩ trong sứ điệp thứ ba này, quyền năng để thay đổi. Đó là chúng ta phải làm một công việc, nhiều khi nó bắt đầu nó rất nhỏ nhưng nó rất là quan trọng trong đời sống của chúng ta. Câu hỏi đầu tiên mà tôi muốn hỏi anh chị em buổi sáng hôm nay đó là: có ai trong chúng ta đang có một cái hy vọng để thay đổi một cái gì đó trong đời sống của mình không? Hy vọng thoát khỏi nợ nần, hy vọng cải thiện hôn nhân của mình. Bởi vì lúc đầu thì yêu nhau dữ lắm, bây giờ nói với nhau không được hai câu thì đã cãi lộn. Mình muốn không còn cãi lộn nhưng mà cãi đúng, không còn đánh lộn nữa nhưng mà đánh đúng. Như tuần rồi chúng ta đã nói đến khi chúng ta cải thiện được hôn nhân của mình. Có ai hy vọng muốn vóc dáng của mình đẹp hơn không? Ok. Có một vài người cười thôi, còn lại ổn ha. Cảm ơn Chúa. Có ai hy vọng trở nên ngăn nắp hơn trong nhà của mình không? Cảm ơn Chúa. Nghe nói hội thánh đến thăm, ông mục sư đến thăm là từ chối liền bởi vì phải tốn cả tháng kìa mới có thể dọn dẹp được. Chúng ta muốn ngăn nắp hơn để nhà của chúng ta lúc nào cũng có thể sẵn sàng để đón tiếp hội thánh, nhất là khi hội thánh đến để sinh hoạt nhóm lại hay là cái buổi nhóm lại của hội thánh đơn giản được tổ chức ở nhà của mình. Hy vọng là tốt. Và chúng ta đừng bao giờ để cho mình sống một cách vô vọng hay là tuyệt vọng. Chúng ta phải sống với hy vọng. Nhưng mà điều mà tôi muốn nói với anh chị em tại đây, hy vọng thôi sẽ không thay đổi cuộc sống của chúng ta, mà chính là cái lối sống và thói quen thánh của chúng ta. Hy vọng là một chuyện, ước mơ là một chuyện, nhưng mà có những công việc ở trong đời sống của chúng ta làm một cách chính xác, một thói quen tốt, một thói quen thiêng liêng, một thói quen thánh, thì nó sẽ thay đổi cuộc đời của chúng ta. Tôi có hỏi khác để chúng ta cùng suy nghĩ. Bạn làm gì vào sáng thứ tư tuần trước?
Tương tự như gì bạn đang làm vào sáng thứ ba, phải không? Vì chúng ta là những con người của thói quen. Có người thức dậy thì trước khi đánh răng nó phải đi làm một tách cà phê trước. Thì có người nói rằng đánh răng xong uống cà phê không ngon. Rồi đi tắm rửa, vệ sinh, chạy ra ăn một ít ăn sáng rồi lên xe đi đến sở làm. Trên đường lái xe đến sở làm thì nếu hỏi lại là có nhớ cái đoạn đường mình đi hay không thì có thể có câu trả lời là quen quá rồi cho nên khỏi cần nghĩ, cũng biết đường mình đi, thói quen. Phải không anh chị em? Có người khác thì có những cái thói quen khác. Chúng ta, mỗi người có những thói quen mà chúng ta làm đi làm lại một công việc gì đó, đến một lúc nó trở nên một phần của đời sống của chúng ta. Và chúng ta không cần phải suy nghĩ, không phải quyết định nữa. Như tôi từng nói, không có ai mỗi buổi sáng thức dậy phải quyết định là hôm nay mình sẽ xỏ cái chân của mình vào trong chiếc giày bên phải hay là bên trái trước. Từ đâu đó, mình đã làm rồi mấy chục năm nay nó cứ như vậy. Tức là mang giày là phải xỏ cái chân phải vô trước rồi mới cái chân trái theo sau. Hay là có người sẽ bắt đầu chân trái rồi qua chân phải. Chứ không có mỗi ngày phải làm cái quyết định là như thế nào. Hay là đi tắm, mình cũng không phải quyết định hôm nay tôi sẽ quyết định là chà xà bông bên trái trước rồi mới chà xà bông bên phải sau. Chúng ta làm như là một cái thói quen. Bạn chị em, nếu thói quen tốt thì cuộc đời của chúng ta sẽ tốt vô cùng. Nhưng mà có những thói quen xấu mà người Việt chúng ta gọi là thói hư tật xấu đó, thì nó sẽ là điều tiêu diệt đời sống của chúng ta. Và nhớ điều này, ma quỷ kẻ thù chung của chúng ta, nó làm việc trên những thói xấu của chúng ta, những thói quen xấu của chúng ta. Cho nên khi chúng ta để cho những thói xấu ở trong cuộc đời của chúng ta mà chúng ta không giải quyết nó, ma quỷ có chỗ để làm việc trong đời sống chúng ta và xuyên qua đời sống của chúng ta. Thí dụ, cái thói quen của chúng ta là bắt điện thoại lên nói chuyện với chị em của mình trong hội thánh một vài câu là bắt đầu lôi chuyện của người khác nói. Ma quỷ nghe thì nó đã tìm được một cái lỗ tai mở ra cho nó làm việc khi nghe những cái lời tiêu cực đó. Nó tìm được một cái miệng, nó có thể đặt những cái lời để tiêu diệt cái vinh dự của người khác, hôn nhân của người khác, hay là điều gì đó về hội thánh của Ngài, vì nó tìm được một cái miệng sẵn sàng để nói những điều đó. Thói quen nói hành, nói xấu người khác, bêu rêu công việc của người khác là thói quen mà ma quỷ rất thích, và nó sử dụng một cách tối đa trong tất cả hội thánh của Chúa ở trên thế giới này. Tìm cho một cái hội thánh tan nát, chúng ta biết rằng nó bắt đầu từ những cái lời ra lời vào của những người nhiều khi còn rất là thiêng liêng, đặt cho cái thói quen đó là mình chia sẻ để cầu nguyện. Thói quen xấu giết chết cuộc đời của chúng ta và có thể nguy hại đến hôn nhân, gia đình của mình, hội thánh của Chúa. Thói quen xấu là điều mà xin Chúa ngài giúp để chúng ta có thể thắng được. Và để chúng ta có thể có một đời sống thay đổi thì chúng ta phải thay đổi từ những thói quen xấu, chúng ta bắt đầu tập và thực hành những thói quen tốt, những thói quen mới, những thói quen thánh ở trong ơn của Chúa. Và khi chúng ta có một cái thói quen tốt thì chúng ta sẽ thấy rằng nó ảnh hưởng một cách rất là lớn lao trên đời sống của chúng ta. Đó là lý do tại sao chúng ta cần nhớ điều này. Hầu hết những gì chúng ta thường làm không phải là kết quả của hy vọng mà là kết quả của thói quen. Để ý đi. Có một nghiên cứu cho chúng ta biết đó là hơn 40% hành động của chúng ta làm hàng ngày không phải là kết quả của quyết định của chúng ta mà nó là kết quả của thói quen. Nếu thói quen ở trong cuộc đời chúng ta mà tốt, mà thánh đó, thì chúng ta thấy là 40% hành động của chúng ta là tốt rồi. Cho nên thói quen rất quan trọng. Nếu chúng ta muốn thay đổi cuộc đời của mình, chúng ta phải thay đổi thói quen của chúng ta, nhất là thói quen thuộc linh. Chúng ta sẽ cùng nhau quan sát sức mạnh của một thói quen. Hai con người ở trong Cựu Ước mà tôi rất thích, bởi vì Đức Chúa Trời sử dụng họ một cách rất là lớn lao ở trong cuộc sống hàng ngày. Không chỉ đặt riêng vào trong cái chức vụ của họ như các tiên tri, như là tiên tri Eli, tiên tri Lise mà chúng ta đã học. Nhưng hai con người đối diện với cuộc sống hàng ngày như chúng ta. Có người có những cái hoàn cảnh tương tự như chúng ta. Và Đức Chúa Trời sử dụng họ một cách rất là lớn lao đến cái vị trí là chỉ là thua cái vị vua hay là pharaoh ở trong xứ sở đó mà thôi. Tôi muốn nói đến Joseph và tôi muốn nói đến Daniel. Các tối thứ tư trong những ngày qua, tôi huấn luyện trang bị cho anh chị em, cho hội thánh của Chúa. Và những ai theo dõi, chúng ta biết chúng ta đang học về cuộc đời của Joseph. Sáng hôm nay chúng ta học về cuộc đời của Daniel.
Daniel có một cái thói quen rất đặc biệt mà nó đã thay đổi cuộc đời của ông. Nó đã tiến cử ông lên cái vị trí làm một trong ba người có chức tước cao nhất trong cả đế quốc Medi Ba Tư. Ông cũng là người đã được đặt vào trong cái vị trí là một cái người khôn ngoan và được Chúa Ngài sử dụng ở trong đế quốc Babylon. Và chúng ta có thể thấy con người này đã được ở trong vị trí là trải qua hai cái đế quốc truyền tay với nhau từ Babylon sang Medo Ba Tư. Chúng ta thấy thường mà một ông vua mới lên thì là những người ở trong cái triều đình của cái vua trước, một là bị giết, hai là bị sa thải. Nhưng mà Daniel thì đứng vững như vậy qua các đế quốc, qua những vị vua mà chúng ta thấy đã xảy ra trở nên vua của hai đế quốc đó. Chúng ta nhớ trong Daniel chương 2 và năm 587 trước công nguyên, thì vua Nebuchadnezzar là một cái người vua rất là có một đội quân rất là hùng hậu, mà ông vua cũng rất là khôn ngoan. Ông thiết kế và xây dựng thành Babylon kinh khủng đến độ là không có một đạo quân nào có thể tấn công nổi thành Babylon. Ông đã đem quân đến quỷ phá Jerusalem, giết chết rất là nhiều người Do Thái và bắt những người còn lại làm phu tù. Trong đó ông tìm những người thanh niên giỏi nhất để ông đào tạo họ. Thứ nhất là đồng hóa họ, đổi tên họ, đổi niềm tin của họ, cho họ chế độ ăn uống theo như những thức ăn mà ông ăn, cũng như là những thức ăn đã từng cúng cho thần, tà thần mà ông phụng sự. Thì trong đó Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta có rất là nhiều người Do Thái, nhưng mà có bốn thanh niên. Trong đó có một người tên là Daniel. Daniel quyết định không để cho mình bị đồng hóa. Ông giữ mình trong sạch, không bị ô uế bởi rượu thịt của vua ăn, vì ông biết rằng nó là thức ăn đã cúng cho tà thần. Chúng ta thấy chế độ ăn uống là một trong những điều mà chúng ta cũng cần phải để ý đến. Ông không để cho thức ăn của vua ăn làm cho ông bị ô uế. Ông quyết định chọn ăn rau mà thôi, để thử. Thì cuối cùng trong sau thời gian thử, thì người ta kiểm soát lại và thấy Daniel và các bạn của mình khôn gấp 10 lần hơn tất cả những người khôn ngoan nhất ở trong đế quốc Babylon. Vì những con người này có thói quen rất đặc biệt. Một ngày kia, vua Nebuchadnezzar có một giấc chiêm bao quái lạ. Ông tỉnh ngủ vì cái giấc chiêm bao này làm cho ông bối rối. Ông không ngủ lại được. Cho nên dường như trong đêm khuya, ông kêu gọi triệu tập tất cả các thuật sĩ, pháp sư, phù thủy, những người khôn ngoan canh đê đến. Ông nói như thế này: tối hôm qua trẫm có một cái giấc chiêm bao làm cho trẫm không thể trở lại ngủ được. Các ngươi phải giải cho ta điềm chiêm bao đó. Giải được chiêm bao sẽ được ban thưởng, còn không ta sẽ giết các ngươi. Thì những người thuật sĩ, những người pháp sư, những người phù thủy này, ông nói: vua kể cho chúng tôi nghe chiêm bao rồi chúng tôi sẽ giải điềm chiêm bao cho vua. Ông nói: chúng mày muốn gạt ta phải không? Ta kể cho chiêm bao rồi các ngươi nói thế này thế này thế này. Hãy nói cho ta biết, ta nằm mơ ta thấy cái gì, giải cái điềm chiêm bao đó thì các ngươi sẽ được thưởng. Họ năn nỉ, họ nói: chỉ có thần không phải ở giữa loài người đó mới có thể làm công việc này. Ông nói không trì hoãn, ông ra lệnh giết hết tất cả. Chúng ta nhớ Daniel được kể vào trong những người khôn ngoan ở trong đế quốc Babylon. Hiện ông và các bạn ông không có mặt ở tại đó. Chắc có lẽ họ kỳ thị nó, mấy người Hebrew này, mấy người Do Thái này chắc là không cần phải gọi đến. Daniel nghe tin đó, ông liền ra mắt vua và nói rằng: xin cho chúng tôi thêm thời gian, tôi sẽ giải điềm chiêm bao cho vua. Ông trở về gặp ba bạn của mình, nói: chúng ta phải cầu nguyện. Và cái lời cầu nguyện của ông là: xin Chúa Ngài đừng để chúng con chết bị tiêu diệt chung với những người thông thái khác của Babylon. Tại sao? Vì Chúa là Đức Chúa Trời của chúng con. Cái thánh ghi lại chúng ta đêm hôm đó, điều bí nhiệm được bày tỏ cho Daniel trong một khải tượng. Daniel ca ngợi Đức Chúa Trời trên trời. Daniel nói: tôn ngợi danh Đức Chúa Trời đời đời vô cùng, vì mọi sự khôn ngoan quyền năng đều thuộc về Ngài. Chính Ngài thay đổi thì giờ và mùa, phế lập các vua. Ngài ban khôn ngoan cho người khôn ngoan, hiểu biết cho người hiểu biết. Chính Ngài bày tỏ những việc sâu xa bí ẩn. Ngài biết những gì xảy ra trong bóng tối, và ánh sáng luôn ở với Ngài.
Lạy Đức Chúa Trời của Tổ phụ con cảm tạ và tôn ngợi Ngài vì Ngài đã ban sự khôn ngoan và năng lực cho con. Cảm ơn Chúa. Ông tạ ơn Chúa và nhận biết được rằng chính Chúa Ngài cho ông cái khải tượng này. Bởi vì ông biết cái khải tượng, cái giấc chiêm bao mà vua Nebuchadnezzar thấy là Đức Chúa Trời ban cho. Và Đức Chúa Trời cũng là đấng biết hết tất cả mọi sự, luôn cả cái giấc mơ trong tấm lòng của tất cả loài người của chúng ta. Ngài có thể giúp đỡ để đêm chiêm bao đó có thể được giải. Và Ngài có thể ban cho những con người có một mối tương giao mật thiết với Chúa để có cái sự khôn ngoan và thông giải điều này, cũng như có những sự khôn ngoan trong công việc của chính trị. Ta nên giải mộng. Vua Nebuchadnezzar, ông nghe giải mộng xong, chẳng những đã nên mò mẫm để giải thích, ông nói rõ cái giấc mơ đó là gì. Nebuchadnezzar thấy một cái pho tượng, và từng phần của pho tượng từ đầu cho đến ngực bụng, bắp đùi và đến bằng chân là đại diện cho các đế quốc, và ông đã giải điềm chiêm bao trong cách tuyệt vời. Đây là điều mà tôi muốn nói đến anh chị em. Daniel chương 2 câu 46-49. Bây giờ vua Nebuchadnezzar sắp mặt xuống lại Daniel, rồi truyền đem lễ vật và trầm hương dâng cho ông. Vua nói với Daniel: thật Đức Chúa Trời của các ngươi là Đức Chúa Trời của các thần, là Chúa của các vua, là đấng mặc khải những điều bí nhiệm. Nhờ Ngài mà ngươi có thể bày tỏ những điều bí nhiệm này. Vua đặt Daniel vào địa vị cao trọng và ban cho ông tặng phẩm quý giá. Vua lập ông cai trị toàn tỉnh Babylon, đứng đầu các thủ lĩnh và các nhà thông thái của Babylon. Vị trí từ giữa họ, bây giờ ông đứng đầu những cái người thông thái của Babylon. Câu 49, theo lời thỉnh cầu của Daniel, vua bổ nhiệm Shadrach, Meshach và Abednego cùng cai quản tỉnh Babylon, còn Daniel thì túc trực ở trong cung vua. Tuyệt vời. Được thói quen mà Daniel và các bạn có. Làm thế nào mà Đức Chúa Trời đã làm một cái điều lớn lao như vậy qua Daniel? Câu trả lời là Chúa thường làm việc lớn qua những thói quen nhỏ. Và nó trở thành một lối sống của con người đó. Tuần rồi chúng ta học về khuôn mẫu tuyệt vời nhất của chúng ta là Chúa Giê-xu. Đặt câu hỏi đứng trước một cái hoàn cảnh. Mình là ai? Mình sẽ làm gì trong hoàn cảnh như thế này? Và cái người tin kính Chúa sẽ làm gì ở trong cái hoàn cảnh đó? Chúa Giê-xu luôn bày tỏ cho chúng ta ngày cầu nguyện. Đó là cũng điều mà chúng ta sắp sửa khám phá ra. Chúa thường làm nên việc lớn qua những thói quen nhỏ. Cho nên kết quả của điều mà tôi muốn chia sẻ với anh chị em trong ngày hôm nay, ước mơ là chúng ta sẽ ra về bắt đầu những thói quen nhỏ. Chúng ta hy vọng lớn, nhưng mà chúng ta bắt đầu với những thói quen nhỏ. Vì Đức Chúa Trời thường Ngài làm việc với những con người có thói quen thánh, mà họ đã biến nó trở thành lối sống của họ. Đây là chỗ của sự thay đổi thật. Chúng ta còn nhớ, thay đổi thật không phải là chúng ta thay đổi hành vi của chúng ta bên ngoài, nhưng mà sự biến đổi con người tâm linh của chúng ta. Khi đế chế thay đổi từ Babylon sang Medo-Ba-Tư, thì Daniel ở giữa những cái người gọi là đứng đầu trên những người thông thái khôn ngoan nhất của Babylon. Ông luôn ở trong cung vua. Thì như vậy khi cái chế độ mà nó thay đổi đó, ông chắc phải là cái người mà họ tìm họ giết trước. Bởi vì ở trong cung vua làm gì? Quân sư mà. Cho nên chắc chắn là ông là đối tượng của việc là phải giết cái thằng này trước. Nhưng không. Cái thánh ghi lại cho chúng ta, Daniel lại được cất nhắc cao hơn nữa khi truyền tay từ Nebuchadnezzar sang vua Darius. Cái thánh ghi lại chúng ta là Daniel được vua Darius ưu ái, dự định sẽ thăng chức cho Daniel để trở nên một trong ba người tể tướng cai trị trên 120 thống đốc, là những người ông đã chia cắt để cai trị toàn cõi đế quốc Medo-Ba-Tư. Một cái địa vị chúng ta thấy rằng thật là tuyệt vời. Nhưng mà rồi ông đã đối diện với một điều. Xin Chúa cho để chúng ta tránh đừng để mình bị rơi vào trong số của những người này. Đó là các tể tướng và thống đốc ganh tị. Cái kẻ phu tù này
đã được bắt về đây để phụng sự. Chúng ta là người của bản xứ, không thể nào họ có một cái vị trí cao hơn chúng ta được. Tôi cũng ở trong một cái hoàn cảnh tương tự, mình cũng là đồng lứa. Nhưng mà tại sao cái người đó thì cứ được nhân là cất nhắc lên ở trong hội thánh, ở trong vương quốc của Đức Chúa Trời? Thay vì chúng ta mừng và chúng ta học theo, để chúng ta tăng trưởng ở trong Chúa, chúng ta trưởng thành ở trong Chúa, chúng ta được Chúa nghe sử dụng chúng ta. Không, không ai hơn tôi được. Họ bắt đầu, họ theo cái thần học của con cua. Chúng ta nhớ một bầy cua ở trong rọ đó. Con nào mà nó ráng, nó bò, sắp sửa rớt ra ngoài, những con ở dưới đưa càng lên kẹp kéo xuống. Anh đi đâu vậy? Mình phải ở chung đây cho cả đám cho nó vui chứ. Anh làm cho chúng tôi xấu hổ. Đời sống của anh làm cho chúng tôi thấy mất mặt lắm. Sao phước thì anh có, còn chúng tôi không có. Sao phước của chị thì kể hoài không hết, mà còn tôi thì kiếm một cái phước của Chúa cũng không có. Và đây, các tể tướng, các thống đốc, họ ganh tị. Họ lập kế hoạch để hạ bệ Daniel. Đây là một cái điều hết sức là tuyệt vời. Xin Chúa cho để cũng xảy ra cho tất cả chúng ta. Và đây là mục tiêu mà tôi giảng dạy hết, lấy hết tâm huyết của mình, dù dạy sao cũng không có điểm nào để tố cáo được Daniel. Daniel chương 6 câu 4 chép: vì thế các tể tướng thống đốc tìm cách để bắt bẻ Daniel về việc nước, về chính trị đó. Nhưng họ không thể tìm được ở ông một lỗi lầm hay một lý do nào để khiển trách. Vì ông là người trung tín, không hề sơ suất hay mắc sai lầm. Sao ông sống được cuộc đời như vậy? Cứ phải ở giữa một đế quốc thôi mà hai đế quốc. Làm sao Daniel có thể sống như vậy? Điều ông có, chúng ta cũng có thể có. Và đây là kế hoạch của những người tể tướng kia, cũng như là những quan thống đốc. Ở trong câu 5 chép: và những người đó nói, chúng ta không tìm được một lý cớ nào để tố cáo tên Daniel này. Chúng ta thấy cái cách mà họ sử dụng, bắt đầu gọi tên rồi đó. Nhưng người Việt của chúng ta bắt đầu gọi thằng là tiêu rồi. Cái tên Daniel này, và đây là điều mà anh chị em để đứng tới đây, nó là cái điểm son và nó cũng là mục tiêu tấn công của ma quỷ. Ngoài trừ lý do liên quan đến luật pháp của Đức Chúa Trời nó. Họ biết Daniel là người thờ phượng Đức Chúa Trời và chỉ Đức Chúa Trời mà thôi. Cho nên họ đã lên một cái kế hoạch. Họ gây áp lực cho vua Darius. Thứ nhất, họ đến họ chúc vua vạn tuế. Họ nâng ông lên. Ôi, vua là một cái người khôn ngoan và đầy quyền năng. Và chúng tôi đề nghị với vua là sẽ để một tháng. Tháng này gọi là tháng của vua Darius. Tất cả mọi nước dân ở trong đế quốc Medo Ba Tư này, khi cầu nguyện, không được cầu nguyện với một thần nào khác, chỉ cầu nguyện với vua mà thôi. Đại khái như là: vua Darius ơi, xin làm ơn trên chúng tôi, ban phước trên chúng tôi, phù hộ trên chúng tôi. Cầu nguyện, chỉ cầu nguyện với vua thôi. Darius nghe thấy mát ruột. Họ xúi ông, bây giờ làm một cái lệnh, một cái chiếu chỉ rằng tất cả mọi người trong nước này 30 ngày kế tiếp không được cầu nguyện gọi một thần nào khác, chỉ gọi đến vua và cầu nguyện với vua mà thôi. Đều ký cái chỉ dụ đó. Daniel nghe tin rằng trong 30 ngày ai cầu nguyện với một thần nào khác ngoài vua sẽ bị ném vào hang sư tử. Thì Daniel chương 6 câu 10 cho chúng ta thấy đây là điều Daniel làm. Khi Daniel được tin rằng chỉ vụ đó đã được ký thì về nhà, lên một phòng cao nơi có cửa sổ hướng về Jerusalem. Tại đó, mỗi ngày 3 lần ông quỳ gối cầu nguyện và ca ngợi Đức Chúa Trời như vẫn làm từ trước đến nay. Anh chị em để ý đến cụm từ cuối cùng này: như vẫn làm từ trước đến nay. Nó là lối sống của Daniel, nó là thói quen thánh của ông. Cho nên chỉ vụ của vua là án tử hình đó. Ném vào hang sư tử thì không còn có cơ hội. Hang sư tử tại đây hàm ý là có nhiều con chứ không phải một con. Con này mà nó có no, nó ăn không tiêu bởi vì cái món ăn trước của nó nữa, thì các con khác không thể nào là bị đầy hơi cùng một lúc được.
Nếu mà trong hang sư tử, chết là cái chắc. Chúng ta để ý lên đây, Daniel ông có một cái thói quen thánh này, ông đã làm từ trước đến bây giờ. Đó là ông về nhà, lên một cái phòng cao, nơi có cửa sổ hướng về Jerusalem. Ông nói thôi, họ cấm như vậy thôi, giờ mình chui vô trong cái chỗ nào, mình trùm mình lại. Mình còn nguyện thầm trong lòng thôi, chú biết mà. Nhưng có nhiều người đi ra tiệm ăn không dám cầu nguyện. Thật ra ở nhà thờ còn không dám cầu nguyện, huống chi ra tiệm ăn. Mình cảm ơn Chúa trong lòng, Chúa biết rồi mục sư. Đúng, Chúa biết tâm lòng của chúng ta. Nhưng mà những người khác xung quanh của chúng ta cần thấy lối sống của chúng ta để họ sẽ được ảnh hưởng, vì họ biết rằng con người này được phước như vậy là bởi vì thờ phượng một Đức Chúa Trời và tin kính Ngài đến độ tạ ơn Ngài trước khi dùng bữa. Đó là điều mà Chúa Ngài muốn tìm thấy. Thế mà Đức Chúa Trời Ngài không biết, nếu dắt chim bao ở trong lòng của vua Nebuchadnezzar mà Đức Chúa Trời còn thấy, còn bày tỏ ra cho Daniel luôn cả cái lời giải, thì anh chị em nghĩ Chúa biết, Chúa biết lòng của chúng ta. Nhưng mà Chúa cũng biết luôn là khi chúng ta xấu hổ, khi chúng ta cầu nguyện với Ngài. Daniel thì khác ở tại đây. Dù cái chiếu chỉ của vua tại đây, chúng ta thấy rằng nguy hiểm vô cùng, phải anh chị em. Ông mà bị bắt gặp cầu nguyện là ông sẽ bị ném vào trong hang sư tử. Ông nói thôi bây giờ chú hiểu, con mỗi ngày cầu nguyện 3 lần, bây giờ lệnh này nó nóng quá, chú cho con cầu nguyện 1 lần thôi, con lựa giờ sáng sớm không ai thấy con cầu nguyện. Không, mỗi ngày 3 lần, bị người Do Thái họ cầu nguyện mỗi ngày 3 lần. Ông mở cửa sổ ra hướng về thành Jerusalem, và tại đó ông giữ lời của Chúa hứa, ông làm theo lời của Chúa hứa rằng khi con dân của Chúa hướng về Jerusalem và đền thờ của Chúa để cầu nguyện, Chúa nghe. Cho nên ông mở cửa sổ hướng về Jerusalem và quỳ xuống cầu nguyện, sáng 1 lần, trưa 1 lần, chiều 1 lần. Mấy cái người muốn tiêu diệt ông đó, họ rình, họ tưởng đâu là Daniel sẽ làm một cái lén lút khó để bắt lắm á. Nhưng mà không ngờ ông quỳ gối trước mặt, cửa sổ mở ra, thấy rõ ràng Daniel đang ở trong tư thế hướng về Jerusalem và cầu nguyện. Họ chạy đi báo với vua. Chúng ta nghe từ ngữ họ báo với vua là kinh miệt từ đầu. Và khi vua Darius nghe tin này thì vua rất là buồn, bởi vì ông thương Daniel lắm. Và ông đã bị các quan tể tướng và các quan thống đốc này đã lập mưu hại Daniel mà ông không biết. Cho nên Thánh ghi lại cho chúng ta là trọn cái ngày đó ông tìm đủ mọi cách để trì hoãn, vì ông biết Daniel mà ném vô trong hang sư tử xong thì cái người bạn này sẽ làm cái bữa ăn ngon cho cái bầy sư tử ở trong hang sư tử đó. Ông trì hoãn cho đến cuối cùng những người này họ đến và nói rằng không được, vua đã ký sắc lệnh mà vua không làm đó thì mất mặt lắm theo luật của người Medi của chúng ta. Cuối cùng Đại-đu cho cả ném Daniel vào trong hang sư tử. Người ta lăn đá lại chậm cái miệng hang lại. Cái Thánh ghi lại chúng ta là vua Darius đem về, tối đêm đó ông không mời những người ca hát đến, ông không ăn uống. Và dường như là ông không ngủ suốt đêm. Sáng sớm ông đi ra miệng hang sư tử, ông hỏi Daniel, Đức Chúa Trời của người có cứu hay không? Cứ còn sống không? Daniel, chúc vua bình an, Đức Chúa Trời của tôi vẫn giữ tôi sống. Ngợi khen Đức Chúa Trời của chúng ta. Mấy ông kia nói, chắc là mấy con sư tử nó no. Cho nên vua đã cho cả họ lẫn vật con của họ ném xuống, chưa đến đáy hang là sư tử đã vồ xé rồi. Thật ra tại đây không có giải thích cái gì khác hơn được là Đức Chúa Trời bịt mồm sư tử như Daniel đã thấy. Mấy con sư tử đến nó hạ miệng ra định táp, Đức Chúa Trời bịt mồm sư tử lại. Tại sao? Vì Daniel là một người có thói quen tốt, là một con người cầu nguyện. Trong sự cầu nguyện, ông trở nên thân mật hơn với Đức Chúa Trời. Trong sự cầu nguyện, ông nghe được tiếng phán của Chúa, luôn cả việc bí mật ở trong lòng của vua Nebuchadnezzar mà vua đã giấu các người khôn ngoan thuộc sĩ trong thành phố của mình, trong xứ của mình. Đây nên nghe được tiếng của Chúa phán, được sự dẫn dắt của Chúa, bởi vì ông là con người cầu nguyện. Đây là thói quen mà anh chị em
tôi giảng rất là nhiều lần rồi, từ nhiều góc cạnh khác nhau. Tôi muốn đánh cho được cái mặt trận này là tất cả những con cái của Chúa thuộc về VV Houston phải là những con người cầu nguyện. Và đây là cái thói quen mà chúng ta thấy Chúa Giêsu làm gương cho chúng ta. Những người thánh đồ được Chúa Ngài sử dụng một cách lớn lao, họ thánh đầu tiên đã làm, họ là những con người cầu nguyện. Thì nó tối ngày mình sẽ cánh cái nó cầu nguyện. Anh chị em, cho đến chừng đời sống của chúng ta, đời sống cầu nguyện của chúng ta sẽ thể hiện ra đến cái độ người ta có nhu cầu thuộc linh, người ta chạy đến, người ta tìm chúng ta và nói rằng xin cầu nguyện cho tôi. Đời sống của Daniel, bởi kết quả của đời sống gần gũi tương giao cầu nguyện với Đức Chúa Trời, được Chúa ban cho sự khôn ngoan, ban cho sự thanh liêm chính trực, đến độ người ta 120 ông cộng với lại 2 ông tể tướng kia chụm đầu lại tìm cho được. Anh xem, một mắt nó nhìn không thấy, cộng thêm 2 cái mắt cận nữa, cái đồng kính nữa thì chắc là thấy rõ rồi đó. Mà đằng này 120 người cộng với lại 2 ông tể tướng kia, họ hợp lại với nhau, họ không tìm được một lỗi nào hết. Họ nói cái lỗi duy nhất mình có thể kéo thằng Daniel này xuống đó, tiêu diệt nó đó, là bắt nó vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời của nó. Luật của Đức Chúa Trời trước mặt ta, người chớ có các thần khác, người chớ cúi xuống với tượng chạm hay là bất cứ một vật gì. Họ biết luật của Đức Chúa Trời. Bà Đen chắc chắn là sẽ chết, bởi vì họ đã đưa ra cái đề nghị này và vua Darius đã ký xác lệnh đó. Nhưng mà tạ ơn Chúa, bởi cầu nguyện với Chúa 3 lần một ngày đó mà Daniel có thể dũng cảm đối diện với cái chiếu chỉ này của vua, mặc dù biết rằng mình sẽ bị ném vào trong hang sư tử. Nhưng mà ông gần gũi với Chúa đủ để biết rằng Đức Chúa Trời có quyền để bảo vệ ông. Giống như 3 bạn của ông đã từng tuyên bố với vua Nebuchadnezzar, Đức Chúa Trời của chúng tôi sẽ cứu chúng tôi khỏi ngọn lửa hừng này. Nhưng nếu Ngài không cứu thì chúng tôi cũng nói cho vua biết rằng chúng tôi sẽ không bao giờ quỳ xuống để lại tượng thần mà vua đã cho dựng nên ở giữa đồng trống. Cầu nguyện giúp cho chúng ta có sự can đảm. Cầu nguyện giúp chúng ta đắc thắng được tất cả những cái cám dỗ trong cuộc đời này. Cầu nguyện sẽ giúp chúng ta đứng vững trước tất cả những sự tấn công. Người khác có thể ngã, nhưng mà chúng ta vẫn có thể đứng được vì chúng ta cầu nguyện. Tôi hy vọng là không còn lý do nào nữa đây chúng ta nói, nhưng hồi xưa thì chuyện này thì sao, thì bởi tại vì những cái thói quen xấu đó, cho dù sọc rác hết, tập một thói quen mới, thói quen thánh. Học nơi Daniel, nếu cái yếu tố mà thời gian sẽ trả lời đó, để nên chứng minh cho chúng ta chẳng những thời gian mà đế quốc này sang đế quốc khác, sự ban phước của Đức Chúa Trời cho những con người cầu nguyện đứng vững. Chính trị cũng không thay đổi được, quyền hành của vua cũng không thay đổi được, luôn cả sức mạnh của hàm sư tử cũng không thay đổi được. Chúa ban phước, khi chúng ta cầu nguyện chúng ta sẽ thắng. Khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta sẽ đứng vững. Trong lúc người khác sợ hãi, thất vía, thì chúng ta vẫn có thể can đảm đứng ở trong cái chỗ mà 3 bạn của Daniel cũng như Daniel đã bày tỏ ở tại đây, ở trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa. Đừng bao giờ đánh giá thấp việc Đức Chúa Trời có thể bắt đầu một điều lớn lao như thế nào thông qua một thói quen nhỏ. Tưởng nói chuyện ở trong chính trị, ở trong nhà vua, mình phải đi học trường võ bị này, mình sẽ đi học trường chính trị kia. Anh chị em, học ở trong trường của sự cầu nguyện. Và đây nên tiết lộ với chúng ta tại đây. Anh chị em có thấy không? Đức Chúa Trời là đấng, Ngài biết hết tất cả mọi sự. Ngài là đấng ban sự khôn ngoan, thông hiểu cho những người mà Ngài muốn ban cho. Và Chúa không chạy đi kêu cái đứa mà gọi là không ngó ngàng gì đến Chúa, không kể Chúa ra gì, lại đây con, ta sẽ cho. Không, Ngài ban cho cái đứa mà rằng lại Chúa, con nhận biết mình yếu đuối, con cần ơn của Ngài. Lạy Chúa, con cần sự khôn ngoan của Ngài để cai trị số dân đông đảo của Chúa. Nó nằm ở trong tấm lòng của vua Solomon đến độ Chúa Ngài đến hỏi ông, cho ông một cái điều ước ao trong chiêm bao. Cũng trong chiêm bao, Solomon trả lời lại với Chúa cái lời ông xin Chúa sự khôn ngoan để cai trị. Nó ở trong ông đến cái độ mà ông ngủ, ông vẫn còn có thể xin Chúa được. Em hiểu được điều mà tôi muốn nói. Nó phải là ở trong tất cả những tế bào thơ thịt của Solomon, đến cái đầu ông ngủ đó, thì những tế bào não của ông nó vẫn có thể lên tiếng lên với Chúa rằng lại Chúa, con cần sự khôn ngoan từ nơi Ngài. Thói quen cầu nguyện
là điều mà chúng ta cần có ở trong đời sống của chúng ta. Và chẳng những Daniel cầu nguyện thôi, ông có sự ngợi khen cặp theo nữa. Ngợi khen và cầu nguyện với Chúa. Mỗi ngày 3 lần. Anh em nói, ồ chuyện ông Daniel, ông ăn không rồi, không có chuyện đó, tôi bận rộn quá, mục sư làm sao có chuyện cầu nguyện 1 phút còn không có giờ cầu nguyện, mà đằng này mục sư lại nói là phải cầu nguyện 3 ngày 1 lần. Anh chị em, chúng ta sẽ dành thời giờ cho những điều chúng ta thấy nó là quý. Hay không? Nhớ không? Cái lúc mà gọi cho nàng, lúc mới tìm hiểu đó, có bao giờ nói chuyện xong rồi nói rằng tôi phí 1 giờ đồng hồ nói chuyện với cái cô đó? Không. Từng lời của nàng nói thì mình nghe như là rót mặt vào lòng. Cúp điện thoại xuống cho thấy nhớ rồi, muốn gọi nữa. Nhớ cái lúc mà chúng ta mới gặp Chúa và yêu Chúa không? Tôi nghe từ chính miệng của nhiều anh chị em đã làm chứng với tôi. Mùa xưa ơi, ngọt ngào với Chúa. Em không tìm đủ giờ để cầu nguyện với Chúa được. Có người nói, mùa xưa ơi, em đi về tới nhà, bỏ cái ví xuống là ôm Kinh Thánh lên đọc và cầu nguyện tương giao với Chúa. Thói quen đó cần duy trì. Thói quen đó cần phải làm được mới lại. Bởi vì chúng ta có những hành động trong cuộc sống hàng ngày không dựa trên quyết định, mà 40% là dựa trên thói quen của chúng ta. Tôi thích cái câu cuối cùng mà chúng ta đã nghe. Ông cầu nguyện mỗi ngày 3 lần như mình đã từng làm mỗi ngày cho đến hôm nay. Tôi không ý nói là tôi trọn vẹn trong vấn đề cầu nguyện tương giao với Chúa. Và đó là mục tiêu của chúng ta, phải không anh chị? Tôi muốn khích lệ để tất cả chúng ta sẽ có một cái mối tương giao mật thiết liên lạc với Chúa, để rồi Đức Chúa Trời có thể ban chúng ta sự khôn ngoan, để chúng ta được Chúa ngài cho chúng ta sự thông hiểu, để Chúa có thể cho chúng ta được ơn của ngài, để chúng ta thỏa lòng vì mối tương giao của chúng ta được mật thiết với Chúa. Chúng ta muốn chỉ có hy vọng là năm nay tôi sẽ tin kính Chúa hơn, hy vọng là năm nay tôi sẽ đọc hết Kinh Thánh, hy vọng rằng tôi sẽ có một cái sự thay đổi, hy vọng là hôn nhân của tôi sẽ tốt đẹp hơn. Hy vọng là tốt, nhưng hy vọng không thay đổi chúng ta, mà nó là thói quen tốt. Nếu hôn nhân của mình hạnh phúc trở lại, lập thói quen vợ chồng ngồi lại cầu nguyện với nhau, lập thói quen vợ chồng ngồi lại đọc Kinh Thánh với nhau, lập trở lại chúng ta cùng nhau đến nhà cha để phụng sự Chúa. Tôi cam đoan với anh chị em, hôn nhân của anh chị em sẽ xoay chiều. Tại vì không có một điều gì khó cho hai người con Chúa đầy dạy Đức Thánh Linh, đầy dạy lời của Đức Chúa Trời mà không thể giải quyết được những chuyện bất hòa của mình. Mở miệng ra muốn nói bậy Đức Thánh Linh, con à, là mình đã đổi rồi. Còn nếu mà mình quên lãng Đức Thánh Linh trong đời sống của mình, chửi cho đến còn không có tàu, không có bè nào chở nổi hết á, thì lúc bây giờ mình nói, sao lúc này mình ăn nói tệ như vậy? Quá trễ. Khi chúng ta mới tin Chúa, chúng ta thấy có sự biến đổi này. Hồi xưa mình phạm tội mình không biết, mới tin Chúa mình phạm tội thì mình biết liền. Rồi sớm lớn lên trong Chúa một thời gian, mình suy nghĩ đến phạm tội là đã được Đức Thánh Linh cáo trách. Khi nó còn ở trong tư tưởng, Đức Thánh Linh đã giúp chúng ta tiêu diệt nó từ trong trứng nước rồi. Dưới ánh mắt của nhiều người theo dõi, tìm bới lông tìm vết đó, Daniel đứng vững. Họ không tìm được cái chỗ nào, cái lỗi nào để họ có thể bắt bẻ được. Họ phải đi đến một cái kế hoạch gài bẫy ông, vì ông là người kính sợ Đức Chúa Trời và muốn vẫn giữ luật pháp của ngài. Ôm lại, tuần thứ nhất chúng ta đã học thay đổi thật sự và lâu dài không phải là thay đổi hành vi, mà đó là một sự biến đổi tâm linh. Tuần rồi chúng ta đã học chúng ta cần nhận dạng tại sao chúng ta làm những việc chúng ta đã làm, đang làm. Chúng ta làm những gì chúng ta làm là vì điều chúng ta suy nghĩ về mình. Hôm nay, xin Chúa cho để chúng ta nhận biết biến đổi
không thể chỉ là hy vọng, mà nó phải là một thói quen tốt, thói quen thánh, để chúng ta được biến đổi trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa. Dựa trên con người mà chúng ta muốn trở nên, thói quen mà chúng ta cần bắt đầu là thói quen gì? Không nhất thiết là phải lớn. Thì Ngài tuyên bố, thứ sáu này tôi sẽ tham dự chạy 26.2 dặm hay là 42.2 km của Severn Marathon. Điều đó không thể xảy ra. Mà đó là những ngày chạy một dặm. Lúc mới bắt đầu có nhiều người chạy nửa dặm là đã hụt hơi rồi. Nhưng mà càng đi về lâu, về dài càng bền bỉ. Hội thánh của chúng ta có những thanh niên, trong đó có con gái thứ nhì của tôi đã chạy xong cái 42.2 km này. Tôi thật sự làm cha của cháu mà tôi không tin nổi. Làm sao con có thể chạy được xa như vậy? Nó đâu có gì đâu mà mỗi lần một dặm thôi. Mỗi lần một cây số thôi. Và kiên trì giữ nó như là một thói quen và lối sống của mình. Đến độ về quê của tôi Tặng Châu, sáng cũng xách dài ra chạy. Có đứa em họ chạy chiếc xe đạp bên cạnh. Những người ở tại Tân Châu họ ngạc nhiên cái cô con gái này. Tại sao mà phải chạy như vậy? Vì đang chuẩn bị cho cuộc chạy đua. Cho cái cuộc chạy được điền kinh. Anh chị em yêu dấu, hãy biến những thói quen xấu, đổi nó đi, bỏ nó đi. Chuyển nó thành những tập, những thói quen mới, thói quen tốt, thói quen thánh. Rồi đi xa hơn nữa, chuyển nó trở thành lối sống của chúng ta. Muốn là một con người kỷ luật hơn, thì khi đồng hồ báo thức reo, đừng đánh báo trở lại, bật dậy liền. Muốn có đời sống tương giao mật thiết với Chúa, thì tập thói quen nhỏ, đọc Kinh Thánh trước khi đọc Facebook. Chúng ta không ngờ phải không? Mà nó trở nên một cái dịch lệ của thời đại của chúng ta. Anh chị có biết, người sáng lập ra Facebook không bao giờ cho con và gia đình của mình sử dụng Facebook không? Anh biết nó ghiền á. Chúng thấy cảm giác nó sung sướng không? Mình thì là nhiều khi mình nói chuyện không ai nghe, nhưng mà đánh lên trên đó một chút, post lên Facebook cái ting ting ting, có nhiều người thích, nhiều cái like, ôi sung sướng quá, mình là có thớ rồi đó. Còn cho em nói trong thế giới ảo, mình thấy mình nấu một cái nồi phở, mình đăng lên cho nó, ô nhìn thấy ngon quá, mở tiệm phở đi. Tin mở tiệm phở là sạch nghiệp. Họ chưa bao giờ ăn, họ chưa bao giờ thấy, nhưng mà Facebook là mình phải thích. Có những thứ khác ở trong đời sống của chúng ta, chúng ta tìm đến, trước khi chúng ta tìm đến lời của Đức Chúa Trời và cầu nguyện đó, chúng ta đang đào một cái hố cho cuộc đời tâm linh của chúng ta. Tôi biết đối với một số các bạn thì điều này đòi hỏi một phép lạ của Chúa. Nhưng mà cho tôi nhắc nhở, Đức Chúa Trời, chúng ta là Đức Chúa Trời hay thích làm phép lạ, không vì chi là khó cho Chúa. Nếu chúng ta học thích lướt, tôi nghe cái chữ này của anh em ở Việt Nam, lướt phay. Họ phay thôi chứ không còn có chữ bút trong đó, lướt phay. Mình tập, thì bây giờ mình cũng có thể tập để mình bước ra khỏi nó. Yeah. Tôi nhớ tôi là một trong những người xài Facebook đầu tiên. Chắc có lẽ là người gọi là trung tuần, tuổi trung tuần mà xài Facebook. Tôi nhớ khi tôi ở tại Na Uy, mà muốn theo dõi để giúp đỡ cho các em hội thánh, những người nói tiếng Anh. Tôi đăng ký vào trong Facebook. Thì khi tôi về đến Houston, tại đây, cả đám thanh niên trong hội thánh hết hồn. Chết rồi, ông mục sư ông lên Facebook rồi mà ông còn kêu xin kết bạn, thì mình phải dọn dẹp cái Facebook của mình. Ông thôi mục sư không thấy. Lúc đó nó mới như vậy đó. Nhưng mà rồi tôi thấy chị này chị kia trong hội thánh bắt đầu Facebook rồi Messenger rồi đủ mọi thứ. Thì ban đầu nó chỉ là mình liên lạc với nhau, rồi chuyện này chuyện kia, qua lại chút đỉnh, ăn một vài cái hình cho vui. Cuối cùng nó thành ra một cái dịch lệ. Mà người Mỹ nói rằng trước khi vào Facebook, hãy để cái face của mình vào this book, tức là cuốn Kinh Thánh này. Nó chiếm hết thời giờ của mình. Nó khôn lắm anh chị em. Anh chị em bao giờ để ý mình mới nói một cái sản phẩm nào trong gia đình của mình đang nói chuyện với nhau, thì mấy giây sau nó có cái quảng cáo của cái món đó liền ở trên Facebook của mình. Có để ý đến chuyện đó không? Nó theo dõi từng vết chân của anh chị em.
They follow your footprint. Mình vô mình thăm cái trang này, mình coi cái món kia, vợ chồng ngồi nói chuyện với nhau, mới nói nhắc đến cái sản phẩm đó, nó xuất hiện lên liền. Cảm ơn Chúa, có một sự theo dõi, có một ánh mắt mà chúng ta cần biết. Ngài đang tìm, đi khắp ở trên thế gian này, tìm coi ai có lòng trọn thành với Ngài, để Ngài có thể ban phước và yểm trợ. Tôi muốn được ánh mắt đó theo dõi tôi. Tôi muốn được ánh mắt đó biết chân của tôi đi ở hướng nào. Và điều mà lòng của tôi ao ước, khi tôi và gia đình ngồi lại nói chuyện với nhau, chúng tôi nói điều gì, thì Đức Chúa Trời, lời của Chúa hứa rằng hai người công bình ngồi nói chuyện với nhau, Đức Chúa Trời liền ngự xuống và có một quyển sách được mở ra trước mặt Ngài. Ngài ghi hết anh chị em. Trên hai người, con cái của Chúa ngồi lại nói chuyện, nên nhớ một điều, là Đức Chúa Trời nghe hết đó. Ông Sư Khánh, ông có thể ông không nghe, nhưng mà Đức Chúa Trời của ông nghe, và Đức Chúa Trời của ông cũng có thể bày tỏ ra những điều mà Ngài nghe cho đầy tớ của Chúa. Tôi đã kể cho anh chị em rồi, chuyện không tính nổi. Hai người, một nhóm người hợp lại với nhau, toan định lật đổ Mục Sư Khánh. Đang ngồi nói chuyện như vậy, điện thoại của họ gọi điện thoại Mục Sư Khánh. Alo, không nghe ai trả lời hết, mà bắt đầu nghe câu chuyện. Ông như vậy đó. Đức Chúa Trời có thể làm công việc đó. Tại vì Ngài biết tất cả mọi sự, những chuyện làm ở trong bóng tối cũng là như ở trong ánh sáng của Đức Chúa Trời. Có hai người đang thù hằn, tìm cách để triệt Mục Sư Khánh cho bằng được. Điều cũng sự hiểu lầm. Điện thoại của họ gọi điện thoại của tôi. Nghe hai người không phải là vợ chồng ngồi trong một chiếc xe, nói những lời không đáng nói. Ai làm cho cú điện thoại đó gọi cho tôi không biết. Có Chú biết. Mà nhiều điều khác nữa anh chị em. Trong sự cầu nguyện, sự mặc khải, trong sự hướng dẫn của Chúa. Và đây là điều tuyệt vời là tất cả chúng ta đều có thể hưởng được mức độ Chúa sử dụng chúng ta như Chúa đã sử dụng Daniel. Vì Đức Chúa Trời của Daniel cũng là Đức Chúa Trời của chúng ta. Amen. Nếu là chúng ta gần gũi Chúa, bước đi trong ơn của Ngài, Chúa đã nói rồi. Cho nên chúng ta hãy giữ cho mối tương giao chúng ta được mật thiết với Chúa. Khiến cho sự tương giao mật thiết với Chúa là lối sống của chúng ta. Đừng chỉ hy vọng lâu lâu là một lần. Để chúng ta có thể kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa mỗi ngày tại nhà của mình nữa. Chứ không phải chỉ trong đại hội hay là khi chúng ta đến nhóm lại với hội thánh. Hãy biến những điều đã có ở trong cuộc đời của Daniel trở nên những điều phải có trong cuộc đời của chúng ta. Cầu nguyện. Ngợi khen thờ phượng Chúa. Anh chị muốn để lại di sản thuộc linh cho con cái. Chúng ta để lại đó. Để cái gì mà là vấn đề. Tôi muốn để lại di sản thuộc linh cho con cái. Bắt đầu chuyện nhỏ thôi. Trước khi con nên nhắm mắt ngủ, đi vào giường của con, ba mẹ có thể cầu nguyện với con không? Cầu nguyện với cháu một lời cầu nguyện thôi. Xin Chúa gìn giữ bảo vệ và cho cháu có giấc ngủ ngon. Amen. Thói quen đó nó sẽ trở thành những thói quen xếp chồng lên. Đến một lúc đứa nhỏ đó nó có thói quen, trước khi đi ngủ nó cầu nguyện. Muốn để là di sản tốt đẹp cho con cái của mình. Thay vì cho nó một đồng, tờ giấy một đồng, đổi ra 10 đồng 10 xu. Dạy con đem một đồng 10 xu đem dâng trong lớp trường Chủ nhật. Lớn lên, đến tuổi trưởng thành đi làm, thì việc dâng phần 10 không phải là chuyện lạ. Bởi vì nó là thói quen thánh mà cha mẹ đã tập cho bé từ lúc còn thở. Nếu chúng ta muốn để là di sản thuộc linh cho con cái của chúng ta, đừng ước mơ, ôi, tôi ước mơ là con của tôi yêu mến Chúa, sẽ là người trưởng thành trong Chúa, là người được Chúa Ngài sử dụng. Ước mơ không thay đổi được, mà phải là thói quen của chúng ta. Hình dung với tôi, trong tấm lòng của con cái của anh chị em, nó ảnh hưởng ngày này sang ngày khác tốt đẹp như thế nào. Khi nó thấy cha của nó, khi đến giờ ngợi khen thờ phượng Chúa, tề tựu đứng ở trước mặt Chúa chầu trực, để buổi nhóm vừa mới trỗi nhạc hiệu,
là mình có mặt tại đó, đứng và sẵn sàng. Như Phaolô nói, tôi muốn những người đàn ông đưa tay thánh sạch lên trời và cầu nguyện khắp mọi nơi. Những đứa nhỏ nó nhìn qua cửa, trước khi nó đi qua lớp của thiếu nhi, ba của mình có kìa, ông đứng trong đó, ông ngợi khen thờ phượng Chúa cái hết lòng như vậy. Ngày này sang ngày khác, thì bức ảnh nó trở nên một phần của đời sống của bé. Muốn để lại di sản xấu, thói quen xấu, hãy gieo trên đời của con của chúng ta những thói quen xấu. Nói hết chuyện này chuyện kia, phải lôi chuyện hội thánh ra nói. Nói trước mặt con, lấy râu ông này cắm cằm bà nọ trước mặt con của mình, nói về chức vụ của mục sư Khánh, không còn chỗ này chữ hết. Rồi mai mô kêu con đi nhà thờ, nói đi đến đó có gì tốt đâu, ba mẹ nói mỗi ngày mà nhà thờ không có gì ai tốt, ông luôn cả ông mục sư nữa. Thì con của chúng ta, nó bị chính chúng ta bóp cổ thuộc linh nó. Nó bị nghẹt thở từ nhỏ rồi. Thì chúng ta nói tại sao con của mình, con người ta yêu mến Chúa thấy ham vậy đó, còn con của mình kêu nó đi nhà thờ, nó như nó muốn chửi thề lại với mình. Thôi quen. Gương sáng trước mặt các cháu. Tấm gương tin kính Chúa cho con cái. Đọc kinh thánh, cầu nguyện là một cái thói quen không thể thiếu trong đời sống của cha mẹ. Mình nói nhiều nhưng mà mình không làm là mình sẽ tạo nên sự nổi loạn trong con cái của mình. Muốn nên người khỏe mạnh hơn, thân thể là đền thờ nơi Chúa ngự, lý do thuộc linh mà chúng ta đã nói đến trước đó, thì cắt giảm xuống những thứ khoái khẩu. Người Mỹ họ nói là one moment on the lips, lifetime on the hips. Cái mông nó sẽ cho biết đó. Gần Chúa hơn thì phải nhóm lại thường xuyên với hội thánh, đi nhà thờ trở lại mỗi tuần. Cảm ơn Chúa, Chúa tạo ra cái phương tiện để chúng ta có trực tuyến truyền hình trong nhiều năm qua, để các anh chị em chúng ta ở xa vì hoàn cảnh họ không thể nhóm lại với chúng ta tại địa điểm của chúng ta, và đây là lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà những người đã vì dịch bệnh ở nhà theo dõi online, hãy quyết tâm trở lại. Vì Hebrew chương 10 câu 25 nói, chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, thói quen. Ở nhà một tuần cái nó quen, hai tuần cái nó quen hơn, ba tuần cái nó quen luôn. Đến một lúc, phải lập lại mới có thể trở lại với hội thánh được. Nhưng phải luôn khuyên bảo nhau, nếu anh em thấy ngài của Chúa càng gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng ấy. Amen anh chị em. Cảm ơn Chúa. Bây giờ chia sẻ với anh chị em một số những đường lối nhỏ thôi, những bí quyết để anh chị em có thể bắt đầu một thói quen tốt. Thứ nhất, chúng ta phải làm cho nó rõ ràng. Cái chu kỳ của thói quen đó, đó là chúng ta phải bắt đầu cái thứ tự khởi đầu của chúng ta. Sau đó nó sẽ được nung nấu bởi cái sự khao khát, rồi bởi sự đáp ứng của chúng ta. Cuối cùng chúng ta nhận được phần thưởng của cái sự thay đổi đó. Hãy nói đến thói quen của chúng ta, thì chúng ta phải có cái thứ tự khởi đầu một cách chính xác. Tôi đề nghị với anh chị em, những người mà hay quên uống bổ sung vitamin đó, tôi đề nghị lấy hai viên hay là mấy viên vitamin sẵn để ở trên cái chỗ mà sáng mình đi ra mình uống nước. Được không? Những người muốn đọc kinh thánh mà bây giờ mình đã bị quen cái quen là mình đi đến với cái điện thoại trước, tôi đề nghị đặt cuốn kinh thánh trước điện thoại. Muốn đọc thêm kinh thánh thường xuyên phải không? Làm một cái dấu hiệu của sự khởi đầu trước đi. Để cuốn kinh thánh trước, rồi cái điện thoại ở cách đó 1 mét. Chạy đến định giới lấy cái điện thoại, thì thấy mình đã quyết tâm, mình yêu mến lời của Chúa và sẽ đọc lời Chúa thường xuyên hơn, ngồi xuống đọc kinh thánh. Anh chị em, làm cho nó rõ ràng và đơn giản. Người ta nói, nếu chúng ta muốn nó trở nên một phần của đời sống của chúng ta đó, trở nên thói quen đó, thì những công việc đó chỉ đòi hỏi chúng ta 2 phút thôi chúng ta có thể thực hiện được. Và nó đòi hỏi 21 lần lặp đi lặp lại, nó mới trở thành một phần của đời sống chúng ta, trở thành thói quen ở trong đời sống của chúng ta. Để bắt đầu đừng nói, năm nay tôi sẽ đọc hết kinh thánh. Ngày đầu tiên ngồi xuống, đọc 2 tiếng đồng hồ, đọc hết sách sáng chữ ký, xong rồi cái ngày thứ hai, ngày hôm qua tốn chi giờ quá, tôi tụt xuống,
đến ngày thứ ba tụt xuống, thứ tư tụt xuống và cuối cùng không giữ nó được, không duy trì nó được. Bắt đầu nhỏ, rồi gia tăng. Được không anh chị em? Cầu nguyện với Chúa 3 phút thôi. Chúa nói sao con cầu nguyện ngắn quá vậy, đi chỗ khác. Không, Chúa muốn nghe từng lời nói của chúng ta, vì Ngài yêu chúng ta lắm. Ngài muốn phục hồi cái mối tương giao của chúng ta với Ngài, đến độ Ngài phải nhọc nhằn đến thế gian này, mang lấy thân xác con người, đền nợ tội thay cho chúng ta, lấy tội gửi ra khỏi chúng ta để Ngài có thể lại ở trong chúng ta. Đừng phung phí sự hy sinh của Chúa để chúng ta được phục hồi. Nếu chúng ta muốn thay đổi những gì chúng ta làm, phải thay đổi thứ tự khởi đầu của chúng ta. Thứ hai, hãy làm cho nó dễ dàng để có thể thực hiện được. Một trong những điều mà giúp đỡ cho chúng ta là chúng ta nên có một cái nhật ký ghi lại những sự dạy dỗ của Chúa, tiếng phán của Ngài. Tôi làm điều này nhiều năm về trước. Tôi nhớ năm 1986, khi ba của Hero là ông Nguyễn Thế Lai cùng với một số các anh chị em từ Sagemont đến và sinh hoạt với chúng ta. Thì đi ra chứng đạo, tôi nói trước với ông Lai, tôi nói rằng anh để ý nha, chỉ nữa khi mình vào trong cái phòng khách, cách trí của cái phòng khách nó như vậy, và người chủ nhà sẽ mời tôi ngồi cái ghế đó. Anh nhìn tôi nói, thật không sư? Chú khi tôi bước vào, việc xảy ra đúng như vậy. Ông nói sao mà sư biết? Khi cầu nguyện Chúa nghe cho thấy. Ông nói, cái này quý lắm ạ. Một sư ghi xuống đi. Tôi ban đầu là ghi, nhưng mà sau đó là học để ghi trong trí của mình. Tôi luôn có cái nhật ký ở trong đầu của mình. Đó lý do mà anh chị em, tôi có một cái bộ nhớ rất tốt. Tôi khuyến khích anh chị em ghi xuống một câu thôi. Hôm nay Chúa dạy mình những cái bí quyết mà tôi chia sẻ với anh chị em trong các bài giảng, nó là những điều tôi nghe Chúa nghe dạy. Rồi ghi xuống, sống với nó, thực nghiệm nó, và đến cuối cùng mình thấy rằng ồ, đây là chân lý, mình phải chia sẻ lại cho người khác. Ghi xuống một câu thôi, không cần nhiều, đừng có ghi một trang dài hôm nay như thế này, như thế kia. Cô động lại một câu thôi. Amen. Trước khi đi ngủ, giơ tay qua nắm tay vợ chồng của mình, cầu nguyện cảm tạ Chúa một điều thôi cho những gì Chúa Ngài đã làm cho đời sống của chúng ta, gia đình của chúng ta trong ngày hôm nay. Được không chị em? Còn sứ mình ở trong Chúa lâu năm mà chỉ có một câu cầu nguyện với Chúa, chỉ có cảm tạ Chúa một lời thôi. Không, tôi có vạn lời để tôi tạ Chúa. Rồi không làm gì hết. Nhỏ thôi. Biến nó trở thành thói quen trong đời sống của chúng ta, mà thói quen thánh đó, nó sẽ thay đổi cuộc đời của anh chị em. Ba ngày, ba lần một ngày, Daniel cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Ông hạ xuống ở trước mặt Đức Chúa Trời, quỳ gối cầu nguyện, chúc tạ ngợi khen Chúa. Đức Chúa Trời cất nhắc ông lên. Ban đầu là khôn hơn tất cả những người ở trong cùng lứa tuổi của mình, ở trong xứ Babylon. Chúa cất nhắc lên, khôn ngoan hơn tất cả những người khôn ngoan nhất của Babylon. Rồi cất lên trong địa vị, là những người ở trong cung vua mà thôi, bây giờ trở nên là những người cai trị, trở nên một trong ba tể tướng. Mà trong ba tể tướng đó thì Daniel làm đầu của hai ông kia. Khi giải mộng cho Nebuchadnezzar, ông vua hết sức là quyền lực và gian ác đó phải sắp mặt xuống và lại Daniel, rồi dâng hương cho ông. Bởi vì Nebuchadnezzar nói rằng Đức Chúa Trời của ngươi là Đức Chúa Trời rất thật. Ngài đầy quyền năng. Ngài là đấng thấy tất cả những gì trong lòng của ta. Muốn thay đổi một con người như Nebuchadnezzar không thể nào khác hơn được là những con người có thói quen thánh, tương giao gần gũi, nhận được sự khôn ngoan dẫn dắt từ nơi Đức Chúa Trời. Không có trường quân sự nào, không có trường chính trị nào có thể huấn luyện được một con người như vậy. Joseph, khi ông giải mộng xong cho Pharaoh, Pharaoh nói rằng ở trong đế quốc Ai Cập này không có một người nào xứng đáng cho bằng ngươi, vì ngươi có thần linh của Đức Chúa Trời ở cùng. Daniel thì Nebuchadnezzar nói rằng ông là người có linh tánh tốt lành đang ở trong ông. Các thuật sĩ, các phù thủy của Babylon nói rằng vua ơi, ông đòi hỏi một cái điều mà chỉ có những vị thần không ở trên giữa loài người này nào, mới có thể làm được công việc đó. Daniel bước vào bởi thói quen cầu nguyện với Chúa ba lần một ngày. Cho tôi thêm một ngày, tôi sẽ giải cho vua giấc mộng đó. Anh chị em yêu dấu, bắt đầu nhỏ
rồi lớn lên dần. Tốt hơn là đầu là một con voi, phía sau là một con chuột. Không khéo đời sống của chúng ta lặp đi lặp lại đầu voi đuôi chuột. Chúa có thể ban phước trên chúng ta, dẫn dắt chúng ta trở nên những người được Chúa sử dụng đầy ơn của Chúa, kết quả cho Ngài. Cảm ơn Chúa. Muốn sức khỏe tốt hơn, đi bộ, năng động, để ý đến thức ăn mình ăn. Muốn sống lâu hơn để hầu vị Chúa, để ý đến sức khỏe của mình. Đó là đền thờ của Chúa, đừng cho rắc rính vào thôi, nhưng mà phải cho những điều lành mạnh nữa. Timothy thứ nhất chương 4 câu 8 nói: vì sự tập luyện thân thể chỉ ích lợi đôi phần, còn sự tinh kính ích lợi mọi mặt, và có lời hứa cho đời này và cả đời sau. Xin Chúa cho chúng ta có một sự tập luyện của sự tinh kính, để chúng ta là những người môn đồ của Chúa, là những con người kỷ luật. Anh chị em có biết trong tiếng Anh cái chữ discipline là kỷ luật và cái chữ disciple là cùng một gốc chữ không? Nếu chúng ta làm môn đồ của Chúa thì cũng phải là những con người có kỷ luật. Cho tôi nghe chữ amen không? Hôm nay yên lặng quá. Bắt đầu nhỏ. Đừng xem thường những điều nhỏ. Có một câu kinh thánh ở trong Sacheri chương 4 câu 10. Sau nhiều năm những người Do Thái bị lưu đày trở về, họ bắt đầu công việc xây dựng lại đền thờ Jerusalem, nơi mà Nebuchadnezzar này đã tiêu hủy đó. Họ bắt đầu công việc một lúc thì họ dừng lại. Rồi dưới đời của tiên tri Sacheri, có lời của Đức Chúa Trời đến cho một con người. Lời Chúa nói với dân sự của Chúa như thế này: ai dám coi thường những việc nhỏ thực hiện trong ngày khởi công? Người ta sẽ vui mừng khi thấy Sorobaben cầm dây chỉ ở trong tay, vì bảy ngọn đèn là mắt của Chúa hàng ngũ, soi xét khắp đất, trông thấy tất cả. Cảm ơn Chúa. Theo bản hiện đại, ai dám coi thường những việc nhỏ thực hiện trong ngày khởi công? Anh chị em đừng xem thường. Tôi đã từng nói và nhắc nhở anh chị em, đừng tham vọng bắt đầu vương chừng quá lớn, nhỏ thôi, rồi nó trở thành một thói quen trong đời sống của chúng ta. Đến một lúc chúng ta không cần phải quyết định nữa, mà thức dậy, hãy Chúa Thánh Linh chào Chúa buổi sáng, con dâng ngày hôm nay cho Chúa kiểm soát, xin đầy dậy trong con. Bước ra khỏi giường, vệ sinh cá nhân, tìm một cái góc, một cái chỗ tường giao với Chúa, cầu nguyện với Chúa. Nếu có sân sau, ra sân sau. Nếu cơ hội đứng trước cửa sổ thôi, cũng cầu nguyện, nhìn ra cảm tạ Chúa vì những gì Ngài đã ban cho, ngợi khen Chúa. Bước đi ở trong sinh hoạt của mình, ăn sáng vân vân, rồi thì vào trong công việc của một ngày, với một ngày đã dâng cho Chúa một cách trọn vẹn trước nhất. Suốt ngày giữ tinh thần cầu nguyện tương giao với Chúa, để sẵn sàng nghe tiếng Chúa phán và dẫn dắt. Khi có một cái khó khăn, một cái thắc mắc nào, cần có sự hiểu biết nào, con người tâm linh liền tìm vào Thánh Linh của Đức Chúa Trời, lại Chúa Thánh Linh: Ngài là thần chân lý, xin dạy con, chỉ con điều con phải làm, lời con phải nói, và giải đáp của vấn đề là gì? Lắng nghe. Đức Chúa Trời không khinh dễ phụ những tấm lòng tin cậy Ngài. Ngài trân quý lắm. Ôi, ta phải đến bằng được để giúp cho cái đứa con đó của ta, nó mong đợi sự hướng dẫn của ta. Rồi Ngài sẽ đến. Ông đứa ngưng ngơ: Chúa về nhà thờ đi. Ngày Chủ nhật thôi thì Chúa mới được quyền nói chuyện với con, chứ còn con bây giờ, ngày của con, tuần của con là đời của con sống. Chúa bắt đầu, bây giờ là phần của con. Không anh chị em, Chúa sống xuyên của chúng ta, quyền năng của Ngài hành động xuyên của chúng ta. Chúng ta có được ngày hôm nay là nhờ ân điển của Chúa. Chúng ta yếu đuối, nhận biết mình yếu đuối là lúc chúng ta mạnh mẽ nhất. Amen. Xin Chúa nghe cho trong thời giờ này chúng ta quyết tâm ăn năn với Chúa về những thói xấu. Không có ai báo cho tôi biết đâu anh chị em. Nếu lời nào ngày hôm nay nó trúng ai đó, thay vì mình bực mình, sao mình nói cái chuyện đó mà giờ không biết hết trơn vậy? Là Chúa, con
con sai rồi. Xin Chúa tha thứ. Lạy Chúa, con đã để chính mình tuột vào trong những cái thói xấu, những thói quen quá xấu, đến cái mức độ ngày hôm nay con cũng không biết cuốn kinh thánh của con ở đâu nữa. Trước đây nó là ngọt như mật đàn ông, con không đủ thời giờ để có thể ăn nuốt lời của Chúa. Mà bây giờ sáng hôm nay đi nhà thờ, chạy một lúc tìm hết mà không thấy cuốn kinh thánh. Thôi kệ, đi đại nhà thờ đi. Ông Sư Khánh lúc này cũng có chiếu những cái câu kinh thánh ở trên màn hình rồi, khỏi cần đem theo, lúc nhà không có bị mất mặt nữa. Xin Chúa cho thì chúng ta bỏ những tật xấu và cầu nguyện tha thiết, xin Chúa Thánh Linh giúp đỡ để chúng ta bắt đầu những thói quen thánh. Bên trẻ mẹ giáo của tôi, Đức Chúa Trời của Daniel, Đấng có thể bày tỏ những điều kinh nghiệm, Đấng ban cho ông sự khôn ngoan trong công việc của nước, công việc của chính trị, Ngài cũng là Đức Chúa Trời của chúng ta. Cùng Thánh Linh của Chúa ở trong Joseph, ở trong Daniel, ban cho họ sự khôn ngoan để giải chiêm bao, để có thể thay đổi cuộc đời, cuốn lôi cả một cái chính thể, một đế quốc. Cũng là Đức Chúa Trời của chúng ta. Chúng ta có quen với Đức Chúa Trời đó không? Hay là bây giờ tiếng Chúa xa dần? Đến với Chúa. Sáng hôm nay lễ tiếng Anh thanh niên đã đáp ứng lại, và nhiều người đã được kinh nghiệm sự thăm viếng tươi mới của Chúa. Kết nối của một cuối tuần, các em đã dành thời giờ dưỡng linh ở tại Galveston. Và tôi cũng nghe tiếng của Chúa nói rằng ta sẽ giúp đỡ những ai cần ta giúp đỡ. Ta sẽ đến với những ai khao khát cho việc ta đến. Chúng ta đến với Chúa trong thời gian này. Ăn năn trước mặt Chúa không gì để xấu hổ. Mà chỉ có xấu hổ là khi chúng ta đánh mất cơ hội ăn năn quay lại. Hãy đến với Chúa thật lòng, trải lòng mình ra trước mặt Chúa. Vì có những Nebuchadnezzar trong cuộc đời của chúng ta, có những Darius trong cuộc đời của chúng ta, họ cần tiếp xúc với Đức Chúa Trời của chúng ta. Như họ, như Nebuchadnezzar, như Darius đã tiếp xúc với Đức Chúa Trời của Daniel. Anh chị em hãy hết lòng đến với Chúa. Chúa sẽ gặp gỡ chúng ta. Lời của Chúa nói rằng khi chúng ta xích lại gần Chúa, Chúa Ngài sẽ đến gần chúng ta. Chúng ta cùng đứng lên và cầu nguyện trong thời gian này. Chúa giàu, Chúa thấy, Chúa biết những yếu đuối của chúng con, dại dột của chúng con. Chúng con đã để những cánh cửa bởi những thói hư thật sống mà ma quỷ đã khai thác và đã kéo chúng con xa Ngài. Và những con mất ơn khi như con không còn nghe được tiếng phán của Chúa, lỗ tai của chúng con trở nên điếc đi, các giác quan thuộc linh của chúng con trở nên cùng lục, không còn sắc bén như xưa. Xin cho tha thứ. Xin quý Đức Chúa Giêsu rửa chúng con sạch hết mọi điều gian ác. Và Ngài không khinh dễ những tấm lòng ăn năn thống hối. Cầu nguyện lời cầu nguyện của David sau khi sa ngã phạm tội. Xin làm mới lại trong chúng con một thần linh ngay thẳng. Xin hành động trên mọi cuộc đời đang nhận biết mình cần Chúa đến cỡ nào. Những cuộc đời nhớ sự hiện diện của Chúa. Những cuộc đời mà bây giờ chúng con chỉ có thể kể chuyện ngày xưa. Xin giúp đỡ cho chúng con ăn năn quay lại. Chúa, cho chúng con được gặp gỡ Ngài một cách tươi mới trong ơn của Ngài. Cảm ơn Chúa. Cùng sự chuyển tải ơn của Chúa mà tôi tin rằng Chúa Ngài muốn chúng ta có được ở trong ngày hôm nay, tôi sẽ cầu nguyện cho các anh chị em khao khát muốn có một thói quen thánh, muốn có một sự khởi đầu, mà Chúa Ngài sẽ
biến nó trở nên lối sống của chúng ta và tiếp tục cất nhắc chúng ta đến chừng Đức Chúa Trời có thể sử dụng chúng ta, đại dụng chúng ta và tận dụng chúng ta cho vinh quang của Ngài. Tôi sẽ giải tán buổi nhóm. Nguyên mạnh chị em không có nhu cầu có thể ra về. Cầu Thánh, tôi muốn được cầu nguyện với các anh chị em nào có lòng khao khát và nói rằng mục sư, còn có một gì đó cần phải kinh nghiệm sự bứt phá để em có thể cất cánh. Em ở trên phi đạo này lâu rồi, máy bay nó rộng lắm nhưng mà không cất cánh được. Xin Chúa cho để có thêm một sức nâng để cánh của em có thể được nâng lên, em có thể cất cánh đi vào bầu trời phước hạnh mà Chúa định cho những kẻ thuộc về Ngài. Tôi muốn cầu nguyện với các anh chị em đó. Hồ Thánh xin Chúa ban phước trên anh chị em, tràn đầy ơn của Chúa trong quyền năng của Ngài. Hãy ra về làm sáng danh Chúa và sống ở giữa những người lân cận của chúng ta một lối sống mà nếu họ muốn bắt lỗi chúng ta, họ phải dựng chuyện như những tể tướng và thống đốc. Họ phải lập mưu để đánh hạ Daniel chứ không phải là lỗi lầm của ông. Chúa sử dụng anh chị em cho vinh quang của Ngài ở giữa sở làm, ở giữa những công tác mà Chúa Ngài sẽ nâng đỡ và sử dụng anh chị em cho vinh quang của Chúa. Những ai muốn được cầu nguyện, những ai có nhu cầu cần được cầu nguyện, chúng tôi cùng sẽ nán lại đây để cầu nguyện cho anh chị em. Thánh Chúa ban phước. Hẹn gặp lại quý vị trong các buổi nhóm kế tiếp của chúng ta. Hallelujah. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.